Hôm nay mình mời các bạn về nhà thờ Cồn Phước để dự lễ giỗ lần thứ 76 của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Giáo xứ Cồn Phước cũng là quê nhà của cha Diệp. Mộ phần thân sinh của cha hiện nằm ở đất thánh phía sau nhà thờ. Và ngôi nhà nơi cha Diệp chào đời hiện vẫn còn lưu giữ và cách nhà thờ khoảng 100-200 mét. Thánh lễ giỗ cha Francisco Trương Bửu Diệp được cử hành vào lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 3 dương lịch hàng năm. Tuy nhiên từ lúc sáng sớm thì đã có hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về đây để dâng hương kính viếng. Về với Chúa Cha.